Tiểu Ngũ, cuốn nhật ký của cậu nói về em gái chúng ta. Cháu trai Đại Ưng và anh trai của cậu, họ đều đã đi trước chúng ta. Đúng vậy. Việc này tôi thật sự không nói dối cậu. Ở kiếp trước, vì tôi không thể thắng được thiên nên đạo, nên không thể đảo ngược mệnh trời. Nhưng ở kiếp này, tôi thực sự không sợ thiên đạo nữa. Mẫu hậu, anh trai, cùng với cháu trai Đại Ưng và họ, bao gồm cả lão nhị, họ đã bị tôi tam thay đổi số mệnh. Sẽ có một ngày, tôi sẽ quay lại thế giới Đại Minh trước đây để loại bỏ thiên đạo đó. Đây là tình huống gì vậy? Hệ thống không gian, tiểu tử, có phải là cậu không? Tôi là Túc Trác, tôi đã trở lại. Thật sự là cậu à? Tiểu tử, tôi nhớ cậu lắm. Đã mười mấy năm rồi, cuối cùng cậu cũng xuất hiện lần nữa. Thật là tuyệt vời, lần này chúng ta lại có thể chiến đấu bên nhau. Túc Trác, cậu vui mừng hơi sớm rồi đấy. Dù hệ thống chính của tôi đã phục hồi, nhưng cũng chỉ mới phục hồi được gần một phần, còn nhiều chức năng chưa phục hồi. Ví dụ như chức năng giao nhiệm vụ cho tạm cậu, thời vẫn chưa giờ phục không hồi. Phút 40 quan trọng giây, nhất là kho của hệ thống đến đã bị mất. Kho của hệ thống bị mất, vậy hệ thống này còn có ích gì nữa? Thì hiện tại mà nói, ngoài việc có thể trò chuyện với cung cậu, cung cấp một không gian để lưu trữ đồ vật ra ngoài, còn có thể giúp cậu kiểm tra dữ liệu của người sau khác. Sau đó thì không còn chức năng nào khác nữa. Được rồi, tiểu tử, vậy thì làm thế nào để cậu phục hồi lại khả năng trước đây? Rất đơn giản, chỉ cần cậu có thể những tìm phần lại bị vỡ của tôi, đặc biệt là kho của hệ thống. Thậm chí tôi có thể không cần phải thông qua nhiệm vụ để gửi những đồ vật đó cho cậu. Thật thật sao? Công tử, vậy còn chờ gì nữa? Những mảnh hệ thống khác đang ở đâu? Túc Trác, tôi rất xin lỗi, trong thế giới Đại Minh này đã không còn mảnh hệ thống nào vậy nữa. Vậy có nghĩa là để tìm lại mảnh hệ thống của cậu cần phải đến các thế giới khác. Đúng vậy, chính là như vậy. Nhưng làm thế nào tôi có thể xuyên qua đến các thế giới khác? Cái này à? Đợi khi cậu chính thức phá vỡ đến cảnh giới địa thần, lúc đó sẽ có thể làm được. Không gian của thế giới này rất yếu. Vậy cũng ổn. Đúng rồi, tiểu tử, nói thật thì cậu hơi không đáng tin một chút. Lúc đó cậu đã nói gì với tôi nhỉ? Chỉ là Đại Minh thế giới thì không đáng lo, trước mặt cậu chẳng là gì cả. Nhưng mà kết quả thì sao? Cậu không chỉ không bảo vệ được tôi, mà ngay cả bản thân cậu cũng bị thiên đạo ôi, đánh tan. Túc Trác, thật sự tôi đã hại cậu. Tôi vốn nghĩ rằng thế giới đó chỉ là một tiểu thiên thế giới hàng đầu, tối đa cũng chỉ là trung thiên thế giới. Không ngờ đó lại là một đại thiên thế giới. Cái gì vậy? Tiểu tử, cậu nói gì? Thì ra thế giới Đại Minh đó là một đại thiên thế giới thật. Cậu không lừa tôi chứ? Đó là nơi có vô số tiên và phủ thần ma khắp nơi trong đại thiên thế giới đấy. Túc Trác, thực ra hệ thống này cũng rất lợi hại đấy. Có thể trong đại thiên thế giới, dưới sự đè nén bảo vệ được của thiên cậu đạo. Cậu đừng không biết đủ nhé. Hệ thống đó rốt cuộc là thế giới gì vậy? Túc Trác, cậu còn nhớ lần cậu du lịch ở Giang Nam không? Có đi qua một nơi gọi là Tào Gia Trang không? Tào Gia Trang, Tào Lâm Nhị. Chết tiệt, tiểu tử, không lẽ là thế giới mà tôi đoán sao? Chính xác, đó chính là thế giới hệ đó. Hệ thống ban đầu cũng không phát hiện ra. Cho đến khi thiên đạo ra tay, hệ thống mới thấy rõ toàn bộ hình dạng của thế giới đó. Và thế giới mà cậu đang ở thực chất là một trong 24 thiên đường. Chỉ có điều chủ nhân của 24 thiên đường đó hơi mới đầu đã bị tiêu diệt. Chủ nhân chết rồi, 24 thiên đường này trở thành vô chủ. Đó cũng là lý do tại sao trước đây chúng ta đã làm rất nhiều chuyện không mà có ai đến xử lý chúng ta. Thiên đạo bắt đầu xử lý chúng ta là vì 24 thiên đã đường đã hoàn toàn hòa nhập vào đại thiên thế giới đó. Những gì chúng ta đã làm đã chạm đến giới hạn của thiên đạo, và rồi nó đã ra tay. Thực ra khi biết sự thật ấy, hệ thống cũng đã rất ngạc nhiên. Cuối cùng chỉ còn cách liều mạng chiến đấu với thiên cuối đạo. Cuối cùng rơi vào cảnh ngư ông đắc lợi. Ngư ông đắc lợi, tiểu tử, cậu chắc chắn là ngư ông đắc lợi sao? Đương nhiên là ngư ông đắc lợi rồi. Hệ thống này có gì tồn tại? Thiên đạo muốn đánh bại tôi rồi. Vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó là không thể. Hơn nữa, Túc Trác, nếu cậu có thể tìm lại những mảnh vỡ khác của hệ thống có thể mang đến cho cậu một bất ngờ lớn. Được thôi, tiểu tử, miễn sao sau này cậu đừng lừa tôi là được. Lão Chu, khi nào thì cậu nhường ngôi vậy? Hi hi, tiểu Ngũ, cậu không phải nói không cần ngôi vua sao? Chỉ có kẻ ngốc mới đi làm vua. Sao giờ lại muốn làm vua nữa vậy? Có phải tự tát vào mặt mình không? Lão Chu, cậu cứ nói thẳng có truyền ngôi hay không đi. Nếu chúng ta không truyền ngôi cho cậu, cậu định ép buộc chúng ta truyền ngôi sao? Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, mẹ cậu đang đứng về phía tôi đấy. Tôi không đánh được cậu, có thể để em gái tôi đánh cậu. Thế nào, có sợ không? Được thôi, Lão Chu, tôi sẽ nói thẳng với cậu, lý do tôi muốn làm hoàng đế chính là để mượn sức mạnh của đế quốc Đại Minh để tu luyện. Cảnh giới võ đạo của tôi đã đạt đến một đỉnh cao, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới tiên nhân hoàn mỹ. Nếu không mượn lực bên ngoài để tu luyện, em rằng phải mất vài chục năm mới có thể đột phá được cảnh giới nếu này. Tôi đăng cơ làm hoàng đế, mượn sức mạnh của quốc vận Đại Minh có để lẽ tu chỉ luyện cần 2-3 năm. Thì ra là vậy. Tiểu tử, nếu cậu đã nói như vậy thì hiện tại cậu cũng khá cần tôi nói đấy. Chuyện thì khách khí một chút, sau này đừng có gọi là lão heo, gọi nữa. Tôi là bệ hạ kính trọng, nếu không tôi sẽ không chuyển ngôi cho cậu đâu. Tiểu tử, cậu nghĩ cậu có thể tự mãn hơn tôi à? Nhanh lên, đến đây cầu xin tôi đi. Hãy làm tôi vui vẻ. Đến lúc đó, tôi sẽ xem xét việc chuyển ngôi cho cậu một cách chính đáng. Bệ hạ, tôi thấy hình như cậu không muốn có mặt mũi nữa phải không? Cậu không cần mặt mũi. Vậy để tôi giúp cậu có mặt mũi. Tôi muốn đăng cơ làm đế vương lúc nào cũng được. Thuyền về tay cái sổ này thúc. Tôi có thể tự tạo ra một bản sao, không cần cậu viết. Dù sao cả triều đình đều nằm trong tay tôi rồi. Còn một điều nữa, bệ hạ, ngài có muốn tu luyện công pháp có không? Muốn đạt được cảnh giới đại sư không? Nếu không thì cũng không sao.
thực sự không được thì... Ha ha, bệ hạ, ngài còn nhớ trước đây có ban hành một cái chính gọi sách là... phong đất bên ngoài không? Mở rộng ra bên ngoài. Đánh chiếm bao nhiêu đất đai đều là của mình. Đến lúc đó có bao nhiêu người muốn đi cùng tôi... Thì tôi cũng không biết nữa. Đế quốc Đại Minh sẽ để lại cho bệ còn hạ. Còn tôi đi phát triển quốc gia của mình. Ngài thấy thế nào? Tiểu tử này thật là ác quá đi. Tiểu Ngũ, cậu thật là giỏi đấy. Không ngờ rằng Hoàng đế Hồng Vũ vĩ đại của chúng ta... lại bị cậu đánh bại. Tôi vừa mới chỉ đùa cậu thôi mà. Cậu đừng có thật như vậy. Ha ha, bệ hạ, con cũng đang đùa với ngài thôi. Vậy ngài định khi nào truyền ngôi? Chờ cậu kết hôn xong đã. Tôi sẽ chính thức truyền ngôi của đế quốc Đại Minh. Truyền ngôi cho cậu, tiểu tử này. Được rồi, nếu đã như vậy, thì con xin cảm ơn bệ hạ. Bệ hạ, khi nào ngài truyền ngôi cho con? Con sẽ cho ngài một bất ngờ. Tiểu tử này, có thể hỏi bất ngờ đó là gì không? Không được, nói cho cậu bây giờ thì không còn là bất ngờ nữa. À, bệ hạ, ngài không phải xem muốn đống bạc chất như núi trông như thế phố. Nào sao? Bây giờ con sẽ dẫn ngài đi xem. Gì vậy? Đi nào, đi nào. Tiểu tử này, nhanh dẫn tôi đi cái xem cái đống đi. Bạc lên tới hàng trăm triệu này rốt cuộc có bao nhiêu. Cuối cùng thì hai cha con cũng đã nói hết mọi chuyện. Tất cả những hiểu lầm trong lòng cũng đã được hóa giải. Thật tốt đẹp. Chỉ có điều thật tội cho Biêu Nhi. Đáng lẽ ra cậu ấy mới là người thừa kế hoàng đế hợp pháp nhất, người kế nhiệm đế quốc Đại Minh hiện con giờ cả đã tiểu nhường tứ, lại cho Tiểu theo Ngũ. Theo như Tiểu Ngũ nói, theo đúng quỹ đạo lịch sử ban đầu, người thực sự sẽ kế thừa đế quốc Đại Minh chính trong là Tiểu lai. Tứ. Giờ đây cũng không còn hy tuy vọng. Tuy nhiên, để Tiểu Ngũ làm là hoàng quyết định đế. Đúng đắn nhất trong thời điểm hiện tại.